bạn đang tìm thuê một căn hộ gần biển, gần cầu Trần Phú và thích sự yên tĩnh, thì đây chính là sự lựa chọn dành cho bạn. Căn hộ Mường Thanh Khánh Hòa nằm ngay chân cầu Trần Phú, rất là rộng rãi với vị trí vô cùng đắc địa, hệ thống thang máy có 5 thang, không phải chờ đợi lâu. Căn hộ này có 47 tầng và có 6 tầng là tầng của thuộc khách sạn dùng để khai thác dịch vụ. Và các bạn được sử dụng dịch vụ hồ bơi ở tầng 5, tầng 6 là phòng hội nghị và tầng 3 là nhà hàng nha. Và mỗi tầng ở đây đều có thẻ từ riêng nên là rất là đảm bảo về sự an ninh. Thang máy đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc, rất là mới và chất lượng. Bây giờ thì xin mời bạn cùng với Châu để đi tham quan về các căn hộ ở đây nha. Mỗi tầng đều có bảng chỉ dẫn về số tầng cũng như là hướng dẫn về các quỹ căn để chúng ta có thể là tiện đi theo để biết được vị trí căn của chúng ta nằm ở đâu. Đây là căn hộ 2 phòng ngủ 2WC với diện tích là 68m², đầy đủ nội thất. Bàn ăn được thiết kế theo phong cách trẻ trung hiện đại với tông màu xanh trắng, phong cách rộng rãi và sang trọng. Đây là khu vực phòng ngủ 1 thì sẽ có bao gồm những nội thất như thế này, gồm có kệ, tủ giường, tủ kéo lớn để tiết kiệm được diện tích và có đầy đủ điều hòa ở ngay trong phòng. Tủ quần áo rất là lớn với thiết kế tủ kéo sẽ tiết kiệm được diện tích và để được trong đây rất là nhiều đồ nha các anh chị. Sơn tường thì sơn màu trắng, nhìn rất là sáng sủa và sạch sẽ. Nhà được thiết kế theo tông màu trắng xanh từ bộ bàn ghế ăn. Và điểm đặc biệt của căn này đó chính là không gian phòng khách với thiết kế vô cùng sang trọng đến từng chi tiết, từ bộ sofa cho đến bộ bàn ghế và tivi với thiết kế tông màu xám đỏ thì tạo sự cảm giác ấm cúng và sang trọng. Tiếp theo thì sẽ đi đến khu vực nhà bếp, thì ở đây sẽ có đầy đủ về tủ lạnh, bếp điện từ đôi, máy hút mùi và bồn rửa rất là lớn, hệ thống tủ bếp trên dưới. Còn đây là khu vực phòng tắm chung thì cũng có đầy đủ các thiết bị vệ sinh. Tiếp theo là khu vực ban công thì đã có sẵn máy giặt và cây phơi đồ rồi. Và yêu ở đây thì rất là thích nhìn ra sông Cái và cầu Trần Phú. Bên kia đó chính là cầu Sấm Bóng vừa mới được thông xe đó các anh chị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào khu vực phòng ngủ lớn. Thì phòng thiết kế theo phong cách rất là trang nhã. Bàn làm việc được kết nối với bàn trang điểm thì có thể để TV ở trên đây luôn. Vì là phòng master nên sẽ có thêm một toilet khép kín nằm ở trong phòng. Và view phòng ngủ thì sẽ như thế nào? Như thế này là ở Nha Trang có được gọi là view triệu đô chưa các anh chị? Có view sông Cái, view cầu Trần Phú, cầu Sấm Bóng và tháp bà Bonaga. Bạn có thích thuê căn này không? Thì hãy gọi cho Châu ngay nha để xem căn này còn không nhé. Đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video chia sẻ giá trị từ Kim Châu nữa nha.